Hay quá trời quá đất, tao tính kiếm chồng mày nè, thôi gặp đây là khỏe rồi. Nè, đưa nè, cầm cái này rồi xong rồi đưa lại cho chồng con đi con. Nè, tiền. Thiệt luôn á. Cái gì? Khổ chú hai quá à. Chồng con hư là cũng tại vì chú nè. Gì hư? Bây giờ tối ngày chú cứ cho ảnh mượn tiền như vậy. Có phải là ảnh có tiền trong tay rồi ảnh đi làm đầu tư bậy bạ không? Rồi hả, rồi vợ chồng con càng ngày càng nợ nần chồng chất chú. Rồi qua kiếp sau phải trả cho chú nữa hả? Trời ơi, thương quá trời quá đất à. Trời ơi, không thích chồng mình mượn tiền người ta phải không? Thích đâu. Thiếu nợ thiếu nần đúng không? Con không thích thiếu nợ. Rồi, tánh vậy là tánh tốt đó con. Nhưng mà chú báo cho con một cái tin hỷ. Tiền này á, không phải là tao cho chồng mày mượn, mà chồng mày cho tao mượn. Sáng chồng mày nó cho tao mượn, bây giờ tao về tao cảm thấy là không có sử dụng tới cái số tiền này, tao đem tao ói ngược trở lại cho mày, hiểu không? Mày đem mày đưa mày cho chồng mày, đây là chồng mày cho tao mượn. Chú nha, chú đừng có xạo nha, bữa nay có cái trò này nữa ta. Trò gì? Chú đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Nghĩ gì? Chú nghĩ làm sao mà chồng con có được số tiền lớn như vậy chứ? Đánh không hề ngang. Cái con này nó làm sao vậy trời? Không lẽ chồng mày có tiền mày không biết hả? Con biết chứ, ngày nào con cũng lục bóp của ảnh hết á. Trời ơi, một đồng cắt bạc ảnh còn không có nữa, đâu ra mà nguyên cái cọc tiền như vậy. Ủa thiệt vậy đó hả? Dạ. Con ơi, vậy là có vấn đề trong này rồi nha con. Ủa vấn đề gì vậy chú? Thằng chồng mày sáng nay nó đưa tao coi cái bóp của nó. Cái bóp của nó vậy cui vậy nè. Nó cầm ra một cọc tiền. Cái này là chỉ ngắt 1/3 thôi cho ta mượn. Còn nữa nghe, nó nói muốn mượn nhiêu có nhiêu. Đó, đây là tiền ta mượn của nó ha. Điều tra cho kỹ đi con ơi. Trời ơi, nhiều khi bị gạt là nào không hay luôn á. Nó giấu tiền riêng đó con hiểu không? Thôi tao không nói nhiều nữa bây giờ vậy. Tiền này là chồng mày cho tao mượn, tao đem qua, tao trả cho mày. Mày cứ đưa cho nó, còn ở đâu ra hay là ai dụ ai hay là gì đó mày đừng cần biết. Không, 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 không. Con không bao giờ nhận những cái đồng tiền bất chính, những cái đồng tiền không rõ nguồn gốc như vậy. Chú đừng hòng lừa gạt con, đừng hòng chia rẽ vợ chồng con. Mệt mỏi quá. Ủa, chị Lan đâu hả? Cái gì mà cãi lộn ôm sùm vậy? Con sợ quá cô Lan ơi. Cuộc đời vậy trớ trêu, mới hôm qua còn thân thiện ôm ấp nhau quá à. Bữa nay mới trở mặt liền luôn hả? Vụ gì? Con hỏi cô nè, cô nhìn chồng con, cô có nghĩ là ảnh có một số tiền cỡ như cái cọc tiền này không? Không. Trời ơi, cái thằng bần hàng nó ở đâu ra tiền vậy? Ủa mà ai nói là chồng con có tiền vậy? Cái loại người đó là xài không có vô đó nha con. Đơm đặt cái thứ đó là cái thứ mà gọi là nuôi ong tay áo. Cái thứ đó mà con tiếp xúc đó là con lây bệnh hồi nào con không biết. Trời đất ơi, bà nói gì vậy? Bà chửi tôi ngon lành vậy bà kia? Đâu có, tôi đâu có chửi ông. Bà mới vừa nói đó. Tôi nói á là cái thứ nào á mà nó đơm đặt nó là chồng của con Dung có tiền á, là cái thằng đó là thằng xài không có vô. Đây nè. Cái thằng đó là cái thằng mà phá nát gia can. Thằng đó là thằng này. Tôi nghĩ vậy nè, chú hai teo đây á, mặc dù là cái loài nhiều chuyện. Xin lỗi anh. Loài dữ dội vậy chị. Xin lỗi anh, loài người, tôi cứ lộn. Anh là loài người. Ừ. Là loài người có đặc thù là hơi nhiều chuyện, nhưng chú là người lớn thì con cũng phải, tức là cũng giống như chú nói á, thì con cũng tin khoảng chừng 20-30%. Con phải kiểm nghiệm lại coi là thực sự chồng con có vậy hay không, con hiểu không? Nhưng mà nhiều khi nó giấu mày sao? Giấu sao được, con lén kiểm tra con. Tôi nói anh nghe, tụi nó đang về anh đinh vô anh xào xáo, tụi nó về là thấy không hay. Cái đồng tiền á, tôi nói anh nghe, cái sức mạnh của nó dễ sợ lắm. Nó kết nối người ta nhưng đồng thời nó cũng chia rẽ người ta. Anh hiểu không? Trời đất ơi, bắt đầu tao mới là nổi điên nè nha. Tao nói mà không tin tao, được rồi, ta sẽ làm sáng tỏ cái chuyện này ha. Còn riêng mày á, mày đi khám đi. Con khám gì? Có đầu mà não bị thẳng. Não thẳng hiểu không? Não người ta cong để có đường suy nghĩ nè. Não thẳng, không có biết suy nghĩ. Hai ơi, Hai. Cái gì mà gào âm sầm vậy chú? Trời ơi, kêu từ nãy giờ con không xuất hiện gì hết trơn à. Có chuyện gì? Hồi sáng chú mượn tiền con, xong chú về chú tính toán, chú thấy còn thiếu, định qua mượn thêm mớ nữa. Thiếu nhiều? Thiếu nhiều thì nhiều lắm, hiểu không? Cho mượn thêm nha.
Được rồi, nhưng mà con nói trước này là phải có lời nghe. Mày sao á, hàng xóm láng giềng với nhau không cho mượn tiền, mai mốt tao trả lại thôi. Có gì đâu mà ăn lời dữ dội vậy mày. Hàng xóm cũng phải có lời cho tiền của người ta mà làm như là giấy gì. Có lời cho con, chú ông mượn thôi rồi con đi vô. À, ngồi xuống. Không cho phải không? Chứ được. Không cho thôi, không cần mượn. Mày với mày khó khăn quá. Bây giờ tao không có mượn mày, tao đi mượn bà Lan. Ha, tao mượn bà Lan xong rồi tao vui miệng quá, tao mới nói với bà Lan á là vợ chồng thằng Hải á nó rừng vàng biển bạc, tiền quá trời tiền luôn, vậy mà nó không đóng tiền nhà cho chị. Đó, nó đem cái tiền đó nó cho vay nặng lãi, nó cho mượn tới 10 chánh lận đó nghe chị. Đó mà nó thiếu tiền nhà mấy tháng rồi, sao bà không đòi nó đi? Đó lúc đó bà cào nát mặt vợ chồng mày nghe. Chị Lan ơi. À, tháo được đâu? Thôi tôi không mượn anh đâu, tôi mượn bà Lan. Con cho mượn đi. Đi đưa đây đi. Trời ơi, tao coi mày còn bao nhiêu tiền. Trời đất ơi. Quá trời đất ơi, trời ơi. Tiền quá trời quá đất. Vậy mà con quỷ nói là không có tiền. Sao kỳ ta? Dũng ơi Dũng, con có trong nhà ông Dũng. Còn giọng ai giống giọng chú Hai? Giọng chú Hai, chú Hai vô chú Hai không? Chú Hai hả? Vô chơi không? Dạ được. Vô phòng con được ha. Vô được hả chú? Cho phép chú vô một chút nha. Dạ dạ, thoải mái chú. Chà. Chú Quy có chuyện gì phòng không? Cũng sạch sẽ, xin lỗi, bỏ dép ra. Dạ. Xin lỗi. Có gì chú? Hả? Kiếm gì Dũng? Ủa kiếm con hả? Ừ. Chuyện gì chú? Con qua đây. Dạ. Gặp con. Dạ. Trả con món đồ. Món đồ gì con? Cái bóp. Bóp của chồng con nè. Ta đã nói nó có rất là nhiều tiền mà mày không tin. Đây nè, đó. Ừ. Tiền đó không đó. Bây giờ anh nói một tí đi, phải bóp của anh không? Phải không? Phải. Thấy chưa, thấy rõ ràng không? À không, mày phải đâu. Phải kìa. Phải. Bây giờ mày trả lời dứt khoát cái bóp tiền này có phải của mày hay không? Bóp của con với của ai nữa? Thấy chưa? Cái gì? Thấy rõ ràng chưa? Không phải chú. Phải đâu. Thằng này chắc nó bán bánh tráng hay sao mà bao hồi khác. Bây giờ chú lụm ở đâu rồi? Có chứ thật là chú lụm ở đâu? Tiền vô chú, rồi. Chú lụm của người khác đúng không? Chú lụm chú đỡ con men ra công an con trẻ cho người ta. Sao? Đem ra công an hả? Yeah. Ủa, tao lụm thì tao đem ra công an để tao lập công chứ mắc gì tao phải đưa cho mày. À. Đúng không? Bây giờ nè. Khẳng định là bóp hàng bạn của con đúng không? Bạn của con hay của ai nữa? Không bạn của con đúng không? À, không bạn của mày. Hay quá. Thôi được rồi, cho chú xin lỗi nha con. Coi như là chú hiểu lầm đi. Thì ra tiền này không phải của chồng con. Chà nhiều à. Tao lấy cái số tiền này, cái tao đi mua gạo, cái tao đi mua mì gói, tao mua mền, tao tặng cho người nghèo. Chú muốn làm từ thiện. Tao đi làm từ thiện. Chú vợ chồng con nghèo nhất này chú. Tao đi làm từ thiện. Đừng chú. Ôi, tao thích quá. Tiền này là của con, tiền này là của con. Cái gì? Bóp này của con á. Nghe không có rõ. Bóp này là của con. Tiền trong này của ai? Của con. Sao nãy mày nói không phải của mày? Anh ơi, anh không được tham lam nghe chưa? Không phải là tiền của mình thì mình đừng có nhận như vậy. Trời ơi, anh làm em thất vọng quá. Cứ để chú đem tiền này đi làm từ thiện đi. Tự nhiên cái bây giờ nhận vô làm cái gì? Nhận vài đồng tiền này. Khám não đi con.
Não con bình thường. Não mày thẳng 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 xuống vậy nè. Con điên, não mày thẳng. Thôi được rồi, tao đi làm từ thiện đây. Đừng chú, đừng. Con vợ mày nói mày đừng có tham. Đừng chú. Không phải tiền của mày thì mày đừng có. Chú, vợ chồng con nghèo nè, chú làm từ thiện cho tụi con cũng được. Không có, trời, vợ chồng mày nghèo. Mày bằng nghèo. Mày khẳng định lại mày có nghèo không? À, cũng khá giả chút xíu. À. Nhưng mà cái bóp này là của con. Sao biết được bóp này của mày? Ở trong này có bao nhiêu tiền mày nói tao nghe thử coi. 5.705.000. 5.705.000. Mày đếm đi. Mày đếm thử coi đúng 5.705.000 không? Đếm, khoan bình tĩnh đếm cái đã. Đếm, đó. 500 nè. Đó, đếm đi. Cái đó, 500 này là tiền nguyên là 5 triệu nè. Đây có 700 lẻ nè. Ở đây có 5.000 lẻ nè, thấy chưa? 5.705.000. Tao hỏi mày không phải số tiền của nó, tại sao nó nói một cách đúng y chang cái số tiền như vậy hả? Hả bà não thẳng, giờ bà biết là tiền của ai chưa? Bà não thẳng. Tại sao lại giấu em vậy? Tại vì người em có cái tính này là hay lục lọi đồ của anh, hay lục bóp của anh, cho nên là anh phải làm hai cái giống nhau cho nó đỡ bị lộ. Trời, em lục bóp kỹ lắm rồi mà anh vẫn phát hiện ra hả? Cái treo đồ của tôi biết hết chứ. Mày đó nha, bây giờ còn nói tao này nọ nữa không? Hả, còn chửi bới tao không? Dạ, con bị ảo tưởng sức mạnh. Xin lỗi chú. Đi quấn não đi cho để nó thẳng, không có biết suy nghĩ. Suy nghĩ cái gì mà mày nấu chú là muốn hốn hàng hai đứa nhà mình. Kỳ cục. Còn bây giờ tao tiến thẳng ra tao gặp bà Lan nè. Ha. Gì vậy chú? Tao sẽ lấy ống cuốn tóc á, tao quấn não bà, cho não bà cong. Chứ bà đó cũng là não thẳng đó.